chúng ta làm quen với một tư thế back bend, một dạng gọi tư thế back bend hoặc tư thế trăng lưỡi liềm. Trong động tác này các bạn quan sát là chúng ta sẽ kéo giãn toàn bộ chính cái phần cơ đùi, mặt cơ đùi trước của chúng ta, giúp tăng cường cái phần độ dẻo dai cho mặt đùi của mình, và nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong các tư thế liên quan đến ngả sau và trong quá trình đi lại hàng ngày, tăng cường sự khỏe cho đôi chân của chúng ta. Thì hãy điều chỉnh tư thế trước, hãy quan sát chân đằng trước. Với chân đằng trước chúng ta sẽ cẳng chân vuông góc với sàn, bàn chân hướng thẳng về trước, đầu gối chúng ta cũng hướng thẳng về phía trước, và chân đằng sau chúng ta duỗi thẳng, hai chân chúng ta gần như nằm trên hai đường thẳng định tuyến khác nhau. Với phần tay các bạn có thể vươn thẳng hoặc ngả tùy vào mỗi người. Trung bình chúng ta cần vươn thẳng, và khi giữ động tác để an toàn cho lưng, chúng ta sẽ hơi siết cơ bụng lại một chút để đảm bảo cho phần lưng chúng ta nó không bị chịu tải quá lớn. Thì đây là cách thực hiện cơ bản. Cánh tay chúng ta vươn thẳng, hai tay áp vào nhau, hoặc bạn thể đan tiết tấu gì đó bên trên tùy vào mục đích của mỗi người. Tất nhiên thì mặt sẽ hướng thẳng nhìn về trước. Và đây là những lỗi sai mà thường xuyên chúng ta hay gặp. Trước tiên với phần chân đã. Trước tiên với phần chân thì nhiều trường hợp là với phần chân chúng ta có người thì bước xa quá, có người thì bước thấp quá. Ví dụ trong trạng thái này, bạn có thể quan sát phần cẳng chân chúng ta bị chéo về sau. Hãy sửa lỗi sai bằng cách lân cao chân chân chúng ta lên hoặc lùi gối về sau. Một số trường hợp khác là chúng ta bị xa về sau quá, nó cũng sẽ gây ra áp lực rất là căng. Thì đây là trong trường hợp mà những ai đó tập rất là tốt, có kỹ thuật tốt, thì hãy áp dụng cái phương pháp thứ hai, đó là chân chúng ta trượt về trước. Còn nếu không, hãy tập luyện ở mức cơ bản sẽ an toàn hơn rất nhiều cho đôi chân chúng ta. Tiếp theo, hãy kiểm soát phần hông. Phần hông chúng ta luôn luôn có cái định tuyến ở phần hông, đó là độ ngang của hai mông gần như là gần bằng nhau, hoặc cái lưng của chúng ta, tránh trường hợp chúng ta bị xé, như là người chúng ta bị xoay nghiêng quá nhiều sang một bên. Xoay nghiêng thì khi bạn vươn lên nó rất là đau, cảm giác là xuống được, nhưng người chúng ta cảm giác như đổ nghiêng, nó vẹo hết cả hông chúng ta. Hãy giữ cho hai cái mông chúng ta bằng nhau trong động tác này, và hai tay chúng ta vươn lên. Hai tay chúng ta vươn lên và cố giữ cho phần lưng chúng ta ở trạng thái ổn định nhất. Trong trường hợp là các bạn quá hay bị, một là ngả về sau. Ngả về sau thì chúng ta phải có cách nhé. Hai là chúng ta bị đẩy dướn về trước, để võng lưng về trước, nhau người về trước ấy. Đúng rồi. Thì phần lưng chúng ta sẽ bị chịu tải, hơi siết cơ bụng chúng ta, và cố giữ lưng chúng ta thẳng nhiều nhất có thể. Với phần tay bên trên thì cái định tuyến tay đã đơn giản rồi, đó là luôn duy trì thả lỏng phần vai, tránh trường hợp bị rụt vai. Cái vai và cái mang tay nó gần nhau quá, nó gây căng thẳng. Hai là không bị vươn quá nhiều về sau rồi hạ xuống. Để giữ một động tác trong thời gian dài thì các bạn phải duy trì cái hơi thở chúng ta nó sâu, nó dài, và kết thúc mỗi động tác chúng ta có nhả cơ, thông thường như vậy. Thì để thực hiện động tác này cũng có một mức độ cơ bản, đó là chúng ta sử dụng gạch với biến thể không cần sử dụng tay. Đó là tay chúng ta sẽ chống lên viên gạch, tay chống viên gạch, tay kia chống lên gối. Với trạng thái này là sẽ dễ thực hiện hơn. Thì khi chúng ta vươn lên thì chúng ta phải siết cơ bụng để có thể giữ được lưng mình thẳng. Nhưng nếu có viên gạch thì các bạn sẽ tập trung chính được vào phần mặt đùi tốt hơn, và càng dẻo hơn thì chúng ta càng lân xa chân và hạ thấp phần đùi của mình xuống. Rồi, thu động tác lại. Đó là vừa rồi là cách thực hiện tư thế trăng lưỡi liềm, một tư thế khá là phổ biến. Với động tác này thường sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các trạng thái như là tách dọc. Trước khi tách dọc bạn cũng sẽ sử dụng động tác này, và nhiều cái động tác liên quan đến phần chân và back bend sẽ cần thiết đến tư thế trăng lưỡi liềm. Từ đó là những cái lưu ý trong quá trình thực hiện, các bạn nhớ lưu ý và áp dụng nó trong những bài tập của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo. Xin chào.